từ đây mà vào đến cái lô đất của mình thì nó đây vào đâu đó là khoảng chừng 200 mét ha. 3 hecta với giá là 370 triệu, quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Đây là quốc lộ 28 nhé. Đó. Bây giờ mình phải đi cái con đường này này. Con này, đường này để đi vào tới lô đất của mình ha. Rồi, Vân Trường Du lịch Bất Động Sản xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui trẻ, khỏe đẹp và hạnh phúc bên người thân. Thì ngày hôm nay, Vân Trường lại tiếp tục đi quay một cái lô đất để giới thiệu đến cô chú anh chị với các bạn. Với một cái lô đất tổng diện tích là 3 hecta ha. Đất của mình thì nó cũng hơi dốc dốc nha cô chú anh chị nhé. Và đất của mình thì đi với con đường nó như thế này đây. Đó. Dưới cái nền đất á thì được lót đá. Đá này là đá núi lửa, đá sỏi. Cho nên là đi con đường rất là chi là sạch sẽ và rộng rãi thoải mái ha. Lô đất của mình thì với tổng diện tích là 3 hecta, chủ nhà đang chia sẻ là bán với giá là 120 triệu cho 1 hecta, rất chi là rẻ. Đây, con đường của mình phải đi như thế này. Đó. Xe ô tô thì bon bon ha. Đó. Mình đi vào, từ đây đi vào. Đó, mình đang đứng ngay quốc lộ 28 ha. Đó. Từ đây mà đi vào đến cái lô đất của mình thì nó đây vào đâu đó là khoảng chừng 1 km. Đó. Đi ngay cái con đường nó như thế này đây. Đó. Nó sạch sẽ, thoáng mát, nền đá rất là cứng ha. Ô tô đi lại rất chi là thuận tiện, nhưng mà xe gầm thấp đi vào sợ nó hơi quẹt một chút xíu nha. Tốt nhất là đi xe bán tải. Và bây giờ thôi mình sẽ đi vào bên trong, tiến vào sâu một chút xíu để xem, quay một chút xíu cái đoạn đường cho cô chú anh chị mình quan sát rồi xem có hợp với ý mình hay không. Rồi mình sẽ dùng hình phải lấy cam cho mọi người quan sát thêm với cái lô đất nó hình thù nó như thế nào nhé. Và với cái lô đất của mình thì nó có cái địa chỉ tại thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô của tỉnh Đắk Nông. Hiện tại thì người ta đầu cái khu vực này mua đất rất là nhiều. Thì người ta cũng đầu tư với cái con đường nó như thế này để xe bán tải người ta vô tận nơi. Thì thành ra là những con đường này được nâng cấp rất chi là thuận tiện cho cái việc đi lại. Và nó cũng gần với quốc lộ 28 nữa. Thì cho nên là với cái mình thấy nó cũng rất chi là rẻ ha. Và có một cái con căn chòi xây. Thì hiện tại cái máy múc nó đang chặn ngay giữa đường. Thì mình cũng làm biếng mình đi lên quay cái chòi xây cho mọi người quan sát. Thế nên là bây giờ mình cũng đứng tại đây thôi. Để cho mọi người chiêm ngưỡng như thế này. Và mình cũng sẵn tiện đây. Mình sẽ dùng hình flycam cho mọi người quan sát thực tế với cái lô đất của mình. Nó như thế nào. Đó, xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn mình quan sát qua cái hình phải lấy cam rồi mình xem có hợp ý mình hay không và có nên bỏ tiền ra mua những cái lô đất giá rẻ. Hiện tại vẫn chưa có sổ thì đất này thì mình thấy cũng khá là ok ha. Với mục đích duy nhất là trồng rừng là hay nhất. Đó, mình cho một lời khuyên cho cô chú anh chị là như thế này. Còn bây giờ con đường này thì bây giờ đang được nâng cấp rất chi là lớn ha. Đó. Với con đường như thế này. Đường này thì bây giờ xe bán tải hoặc là xe gầm thấp thì có thể là vào ô tô vào tận nơi được. Với diện tích 3 hecta, đất thì cũng hơi dốc dốc ha. Với đất dốc và cái thế đất nó như thế này và cái chất màu chất đất của cái khu vực đất này thì là đất trắng ha, đất trắng hay pha một chút xíu. Duy nhất có thể là trồng rừng là hay nhất. Trồng rừng ví dụ trồng keo, trồng tràm hoặc là sạc cư hay gì gì đó thì nó cũng là rất là ok. Và cái loại đất này thì nó chỉ có một màu một. Đó, bên trên thì nó đất đen nó như thế này. Đất đen pha tí đất trắng ha. Đó, lô đất của mình nó như thế này đây. Nó cái kiểu này. Y chang như thế này. Bên dưới là con đường. Và đất của mình có một cái chòi xây nhỏ nhỏ. Có thể là tận dụng để cho công cán người ta ở ha. Đó, con đường của mình nó như thế này đây. Đó, đi đến cái khu vực này. Đó, con đường này. Hiện tại thì bây giờ đường rất chi là sạch sẽ. Và rất là ok. Xe bán tải thì bon bon ha.
Còn xe gầm thấp thì mình sợ nó đụng chạm chút xíu và quẹt chút xíu thôi, nhưng mà chắc không sao này không ha. Rồi xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn quan sát qua hình flycam nhé. Và bây giờ thì sẽ là toàn bộ khung hình của cái lô đất với tổng diện tích 3 hecta ha. Đó, đây là hình vẽ với cái lô đất này. Từ ngay vị trí cái lô đất mà đi ra đến quốc lộ 28 thì nó đây vào đâu đó là trên dưới một chút xíu 1 km ha. Ở trên đầu đỉnh đấy của mình nhìn ra thì nó là quốc lộ 28. Tính đường chim bay thì nó rơi vào đâu đó có chắc khoảng 500-600 m, còn đi đường vòng thì hơn 1 km một chút xíu. Lô đất của mình thì đang được chủ nhà cho công phát dọn gần xong ha, chỉ còn chừng vài sao nữa là phát xong rồi. Ở phía bên dưới đất mình thì chủ nhà đang dọn một con đường ở bên dưới chân đất của mình, và mình cũng có một cái chòi xây bên dưới nhé, ngay sát bên dưới này. Chòi xây có thể là để cho tận dụng công cán hoặc là gia đình mình vào làm để tránh mưa chúng tránh nắng ha. Lô đất này thì nói chung là cái giá thành cũng khá là mềm, với tổng diện tích là 3 hecta thì chủ nhà đang giao bán với cái giá là 370 triệu cho cái lô đất này. Thì nếu như mà cô chú anh chị mình cảm thấy hợp lý với lô đất này thì mình có thể giao dịch trực tiếp với số điện thoại ở trên màn hình tivi này để cho cô chú anh chị tiện giao dịch. Thì số điện thoại này cũng là một cái số điện thoại giao dịch trực tiếp và cũng là số điện thoại Zalo luôn. Lô đất này thì nó cũng có cái hình thù cũng khá là đẹp, vuông tròn méo mó là có sẵn luôn ha. Nói vậy để cho cô chú anh chị mình niềm nở thêm chút xíu thôi, nhưng mà lô đất này 3 hecta thì nó có nguyên một mảnh, không có chia cách ở đâu ha. Bên trên đỉnh đấy của mình thì sát với núi lửa 5K, thì thành ra khu vực này nó cũng có cái lô đất này cũng khá là gần đối với quốc lộ 28, đường đi thì rất là thuận tiện. Thì xe bán tải thì tận nơi, xe gầm thấp có thể vào được, nhưng mà sợ chạy chuỗi chút xíu thì hơi xót xe ha, tốt nhất là đi bán tải. Đây là cái con đường phía bên dưới đó, mình phải đi con đường nó như thế này. Rồi đến đây thôi, thì Vân Trường Du lịch Bất Động Sản cũng xin kết video clip tại đây. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn tìm cho mình những cái lô đất giá rẻ và ưng ý. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là tốt lành. Rồi, mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nhé.